viên tham gia vào bộ phim. Xin mời tất cả các thành viên của các bộ phận khác nhau tạo nên siêu phẩm Đấng Ba Lời Hứa Quốc Gia lần này cũng phải sẵn sàng để tiến lên sân khấu để nhận lời cảm ơn đến từ đạo diễn và nhà sản xuất của chúng tôi. Chắc chắn ngày hôm nay quý vị sẽ dành rất nhiều sự quan tâm và những câu hỏi thắc mắc dành cho các diễn viên, cho đạo diễn và nhà sản xuất chúng tôi với bộ phim Đấng Ba Lời Hứa Quốc Gia lần này. Xin quý vị hãy đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt chương trình ngày hôm nay. Bởi vì sau khi kết thúc xuất chiếu đầu tiên tại Lotte Cinema quận 7 ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục tặng cho quý vị rất nhiều món quà lưu niệm đáng yêu, đó chính là những chậu cây cảnh có tên bộ phim Đấng Ba. Và bên cạnh đó, chúng tôi sẽ dành thời gian để cho quý anh chị phỏng vấn riêng với từng nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất chúng tôi. Chỉ còn vài giây nữa, chúng tôi sẽ bắt đầu vào chương trình chính. Xin quý vị, chúng ta nhanh chóng ổn định vị trí chỗ đứng của mình. Đón, đón.